Ủa, Red Bull mẹ ơi. Ui, lạ thế. Có nước kho của... Nè, nước sốt kho này của Red Bull là hãng của Việt Nam mình ấy. Mua cà phê muối này. Cái này cà phê khoai môn này. Này hoa nó cây nó chuyển màu nè. Đây chỗ này là Tesla nè. Tesla là... Oh, we have to make video of Tesla building right here. People like to see it. Nói chung mình sống ở đây nó có rất là tiện á. Bình yên. Ừ, cái gì cũng có. Đây là đèn xanh, đèn đỏ. Bây giờ mình đang đi trên đường đến Trader Joe's, là nơi bán đồ ăn siêu thị này nọ ở đấy mọi người. Hôm bữa mình có một bạn hỏi là sao không quay đường phố, mình quay cho mọi người xem chỗ mình ở gần đây nha. Đây là đường mình đi. Ở đây họ chia thành từng khu ấy. Mình sống thì cái chỗ mà nó không giống như Việt Nam là nhà là phải bán đồ ăn này trước. Còn đây nó chia thành từng khu là buôn bán riêng, ở riêng. Đây là đường đi xuống chỗ là dưới đây thì có Whole Foods. Thì gần có Costco, Whole Foods, Food Lion. Nói chung là Aldi, Lidl. Nói chung là tất cả mọi thứ ở gần nhà mình hết á. Nên là tiện á. Họ chia, ví dụ như là chỗ buôn bán thì họ sẽ chia thành khu shopping center. Nó sẽ như thế này. Đây là nhỏ nha. Rất là xanh tươi mát mẻ. Cây cối xanh tươi, đường phố rộng rãi. Chỗ này là Ford, là bán xe. Thì họ cứ trưng bày xe đằng trước. Mình thích nào mình vô mình mua thôi. Nó cũng đấy là những cái mặt tiền đó. Còn tí nữa mình vào trong chỗ bên này nè. Bên này họ bán chè, có tiệm chè mới mở. Bây giờ vào thành chỗ trung tâm mua sắm thì nó sẽ hơi đông. Tại hôm nay cũng là cuối tuần. Đó, đường phố ở đây đó. Đó, cây chuẩn bị lá rụng hết rồi. Chắc sao năm nay nó rụng sớm hơn năm ngoái nhỉ? Mùa thu về sớm. Mùa thu năm nay về sớm quá. Sẽ đi vào Trader Joe's. Trước khi vào shopping thì nó sẽ có cái bảng quảng cáo là trong chỗ này sẽ có bao nhiêu tiệm. Sweet Frog. Đó. Đấy, đây là mình đang vào trong cái Trader Joe's đó nha. Đây là cái shopping center này, nó có chỗ mình park. Đây là cái parking, là cái mình gửi xe. Thì họ chia cái phần rất là rộng để mình gửi xe. Xong rồi xung quanh là các cửa hàng. Ở cái chủ đề quay cho mọi người xem ở đây cũng hay. Tại vì nhiều người họ không hình dung ra em ạ. Đó, mình đang đứng cái shopping center nè. Đó, này sợ họ sẽ chia ra từng cái khu thôi mọi người. Chỗ ăn, chỗ shopping là mua sắm này nọ. Xong rồi mình gửi xe nó cũng vậy thôi. Nhưng mà nó sẽ organize rồi nó sẽ... con cầm tay con. Thì nó sẽ gọn gàng hơn Việt Nam nhiều. Cẩn thận xe nha. Careful. Hôm nay là cuối tuần rất là đông nha mọi người. Trader Joe's thì lúc nào cũng đông rồi. Bên kia bán New Balance kìa. Bên kia bán giày. Cây nó chuẩn bị đổi màu. Cái cây này đẹp nhỉ. Thấy bà chủ cái kìa. Oh hand này guys. After this. Oh, mình sẽ đi vào nha. Hi Lucy. Xin chào mọi người. Nói xin chào chưa? Nói xin chào ông bà cô chú đi. Xin chào ông bà cô chú. Đấy, nha. Yeah. Okay. Xin chào ông bà cô chú. Hôm nay nhà con sẽ đi vào Trader Joe's cho mọi người xem hôm nay có cái gì mới mới hay hay không nhá. Dạ, yeah, các hoa mùa thu này mọi người đẹp chưa? 7.99 nha. Quá trời hoa đẹp. Lucy, look at this pumpkin. Pumpkin. Hoa đẹp quá. Ok, mình sẽ đi vào Daddy Got Park. Lần đầu tiên bà chủ được vào trong đây nha, đi siêu thị trong đây. Ôi, mùi đẹp chưa này. Quá trời pumpkin luôn. Là bí ngô đó, mùa thu á, mùa Halloween đi hạ xin kẹo này. Ồ, cả kia giống cái con ngỗng hả? Quá trời luôn. Go.
got it. Cutie pie. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, guys. Rồi, hoa đẹp lắm luôn à. Hoa ở đây rẻ lắm. Ừ, đồ ăn này, hoa quả, hoa đẹp chưa nào? Các kiểu luôn. Việt Nam đây có này. Hoa cúc hoa này nọ đấy. Hoa này mẹ thích này mẹ. Đẹp quá hả? Bao nhiêu đây? Ở 4.99 thôi. Rẻ chứ. Lucy, come here. You can hold one. Yeah. 89 cent một quả nhỏ xíu này nè mọi người. Okay, let's go guys. Ơi. Lucy, come on. Trời ơi, hôm nay đông thế à. Hôm nay là sau cơn bão lớn. Bão à? He's over there. Hoa cẩm tú cầu đẹp nhỉ. 5-6 đồng, 7 đồng. Cao nhất là 12 đồng, bó to. Còn lại là bó nhỏ. Rồi. Hold hand. Let's go see that. Cái quả này lạ thế. Nhìn xấu xí nhỉ. Hôm nay đông dã man luôn mọi người. I'm gonna get a big bumpy. Okay, get one. Get one. Mình ăn thử nào mọi người. Súp, họ nấu súp cho mình ăn thử. Này đông quá, rau củ. Mẹ này táo này. Táo 4.49 một bịch to ấy. Táo rẻ á. Ê, táo này nhỏ nhỏ xinh xinh nhỉ. Tối nay mình làm cái bánh táo, hôm qua mình đi hái á. Lê này, lê hôm bữa bên Costco bán cái lê này này. Lê táo, còn lê bình thường. Ôi, nó bán một quả là 1.69 là một quả đó, mắc dữ vậy ta. Navel orange, quả cam này 79 cent. Ok, you go with daddy, Lucy. Bố chép đang ở bên kia mua chuối à. Đấy, chanh này mọi người ơi. Chanh ở đây là 39 cent một quả nhá. Nhưng mà chanh này là chanh rất là ngon. Ừ. Chanh này rất ngon nhá. Còn là 49 cent là quả lemon, là quả chanh vàng. Hôm mới mua hôm qua rồi. Chuối nè. Chuối tươi nhá, mua organic cho nó ngon. Nó chỉ chanh nhau chỉ có 10 cent thôi. Chanh nhau 10 cent mà được organic thì dạy gì xong mua organic mà ăn. Chuối ngon ha. Chết lấy rồi. Ok, this way. Đây là hành khoai nè mọi người. Khoai organic 4.69. Khoai thường là 2.29. Đi qua đây con. Khoai đỏ tốt hơn khoai trắng. Khoai tây á. Khoai tây không có tốt bằng khoai đỏ. Khoai lang. Đây đồ họ làm sẵn nè mọi người. Nói chung là Trader Joe's với Aldi nhiều người thích đến á, nhưng mà Trader Joe's họ sẽ có nhiều sự lựa chọn, nhiều món lạ. Tofu là đấy, cái này nó hơi dai. Đậu hũ 2.69 organic. Này đến cái đồ làm sẵn thôi mọi người ơi. Nói chung là đây là hoành thánh, là kiểu của Ý. 3.99. Hello. Chi. Lucy, stand here and hold it. Or daddy, get some tomato, daddy. Here, is that local? Đây này, organic là 2.99 này. Còn thường là 2.49. Oh, ở bên Canada hả? Không có cả là Hanover. Cà chua ở bên Canada đó. These are Japanese sweet potatoes. Vậy là nhập bên Japanese hả? No, product of USA. Nó, quế của Mỹ khác với quế Việt Nam rất nhiều mọi người. Quế này rất ngon nhá. Mùi nó khá là khác. Mùi cái quế này chỉ là ăn spaghetti là ngon. Cái này là mint, là bạc hà đó. Một em này là họ bán bao nhiêu? 3.99 một cây. Mình đi mua cái củ cải mà nó nhỏ nhỏ. Brussels sprout, cái này là mọi người ăn rất là tốt cho cơ thể nhá.
này ngon á. Ở đây có nhiều organic lắm á. Như là cái này cũng thế nè. Cái đậu que đó 3.49. Cái leo của bên Anh là 1.49 một cái quả to. Blackberry, blueberry, raspberry. Mấy cái này mua trên Costco thì chắc rẻ hơn. Một cái quả cà chua này sao nhỏ xíu xíu à. Hey, look at this guys. Tiny. Teeny tiny tomatoes. Nhỏ xinh cho các bé nè. 1.79. Is that cute? Yeah. Cái gì đây? Is that candy? Yeah, candy. Oh, chocolate? Oh, that's cute. Cà chua. Cà chua nhỏ nhỏ xinh xinh cho các bé. 1.79. Còn quả chua thường này, ở đây cà chua nó có sẽ nhiều màu nhé mẹ. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Nhưng mà nó đã chín rồi đấy. Người cái dãy này là pumpkin nè mọi người. Là mùa thu đấy. Là toàn vị pumpkin với mụ vị bí ngô với mùi quế. We had this coffee before from Costco, but it's pumpkin. Bí ngô, cà phê bí ngô. Ở cái gì cũng là bí ngô hết nha mọi người. They say it's good to eat. Yeah. I bet you'd like that. You wanna try it? Cà phê cũng là cà phê nè. Pumpkin nè. Ôi trời ơi. Đây là pumpkin không ạ? Chai là trà của bên Ấn Độ tên là chai. 4.99. Cái vị pumpkin là toàn cái ngay cả pasta nó cũng làm cái hình cái bí ngô dễ thương chưa nào. 2.29. Làm cái súp, à cái súp. You see that the lady up there, she cooked this. And you can try over there. Cái cô kia ở trên kia cô đang cho ăn thử cái này này mọi người. Nó bán là bao nhiêu? 4.99. They have gluten-free pumpkin bread, but it's all out. Oh. Somebody must like it, they bought it all. Yeah, 4.49. Ai mà mê bí ngô vào đây mua nhiều này. Cái này được cái dầu đó mọi người. Dầu xịt phòng á hả? Đây nhiều đồ lạ. Hot chocolate melt. Oh, cái này, this one you put in the hot chocolate and it's melted? Yes. Oh, bí ngô mà để vào trong nước chocolate nóng là nó sẽ tan ra. Không, cái này là cái gì? Thịt gà, đùi gà. 6.99. Oh, sorry. Nước rồi mà đủ loại nước. Ở đây lúc nào nó cũng đông hết á. Đặc biệt là cuối tuần. À, mấy cái này là đồ ăn đi đâu mình ăn á, có protein ở trong á. À. Hay vậy. Đấy. Đồ ăn dạng như là ăn vặt, ăn nhẹ nhưng mà có đầy đủ chất á, hạt này nọ đó. Bán rẻ. 1-2 đồng. Ừ đấy. Nó ăn vậy cho nó đầy đủ chất. Nhiều lúc nó đói lấy nó ăn. Cái bánh này cũng thế này. And you Dutch, nói chung là bánh ngọt không ạ? Bánh ngọt nhưng mà loại nhát. Đây là nước ấy đó. Nước ngũ cốc với nước quả hạt đó mọi người. Hạt hạnh nhân, ngũ cốc, hạt. Cái này là hạt ấy nè, hạt đậu ấy nè. Đậu cô ve à? Không ạ. Đây có xoài 2.49. Xoài roasted walnut mà hình như họ không có mọi người ơi. Hết rồi. Ốc chó mà họ sấy cho mình rồi. Cái này nó chưa sấy đâu nha. Cái này là nó gọi là chưa sấy. Chưa sấy thì mình chưa sấy về sấy thì mất công. Con mua cái này nó có cái này nó ấy sấy rồi. Có cái này giống như trung thu, họ trang trí như cái trung thu nhỉ mọi người. Quả dâu mà nhìn giống cái trung thu. Tối nay em sẽ dần đi trung thu rồi. Lễ trung thu mình sẽ xem những cái món mới này mọi người. Happy Fall là những đồ mùa thu đấy. Mac and cheese. Mac and cheese. Nuôi đó. Mà nó cho. Bây giờ cho vào lồi là sao? Ờ, cho bí ngô này nọ đó. Cái này là vị toàn bí ngô thôi à. Moses. Là đồ của Ấn Độ. Nhưng mà ăn khá là ngon. Nhà mình sợ đồ chiên rồi. Cái này là họ mới nhập hàng về đó. Ở đây nhập hàng về liên tục nha. Đây là đồ bánh kẹo này. Ô, cái này lạ thế nhở? Ồ, mấy đứa nhóc mà mình khoái ăn cái món này nè. Trà sữa. Nhưng mà mấy đứa nhóc này nó thích ăn ấy. Trà sữa.
Nó bán là 5 đồng 49. Hello. Đây là những cái đồ mùa đông. Did you see, look at this, they have bubble tea. Bubble tea, oh yeah, I want that and that. What's that? Oh, this is cool. Bánh waffle mùi vị, bí ngô, cái gì cũng bí ngô. Mochi 4 đồng 79 cũng là à mùi táo. Đây là đồ đông lạnh thôi. Hi Lucy. Cái gì đấy? Ôi dồi. Oh, baby tomatoes. Dễ thương nhỉ? Baby tomatoes. Yeah, that's cute. Đó, đây đồ ăn ấy là họ làm sẵn đó. Pasta. Cái này cũng ngon nè. Garlic sauce. Là sốt tỏi. 4.29. Bánh pizza. Pizza làm sẵn. Hạt này hạt mù tạt. Không phải là hạt đấy à? Đây là mù tạt đó. Dijon mustard. Không. Mù tạt ăn hơi cay cay. Này, mấy này đồ làm sẵn đó nha. Này pizza. Nói chung giá đây rẻ lắm, 4-5 đồng thôi. Tại vì họ chia thành phần nhỏ, nó không nhiều như cơn Costco này. Này artichoke này mà. Trộn artichoke, mẹ nhớ ngày xưa nhà mình có ăn artichoke. Có. Đây này giống như nhưng mà nó cho nhiều cheese ăn không ngon, mình ăn này rồi không ngon nha. 3.79. Giống cái này giống da kê. Nhà. Giống kê mà không phải. Giống kê. Ừ. Còn đây là mấy cái đồ chiên xào mac and cheese dạng như nui nui đó mọi người. Nui nui cho phô mai vào đấy. Thích ở đây là món gì biết không? Món cá hồi nướng. Mahi mahi. Đây này cá hồi này này, nó làm ngon lắm. Anh chép khoái món này này. Đấy, lấy này cho chép nào. Anh chép là không thích ăn các loại cá, chỉ mỗi cá hồi. Mẹ cầm con đây. Đó, mực nè. 8 đồng, 9 đồng. Ừ đúng rồi, nấm đó. Lấm kiểu con sò trộn với nấm. Tốt cho sức khỏe đấy. Cái này là tuna steaks. Là cá ngừ đó. Mấy cái này đồ đông lạnh nha mọi người. Bên Mỹ này chỉ có đồ đông lạnh thôi, chứ không có tươi mấy đâu. Nhưng mà ăn cũng được nha. Cá chép. Đây mấy dãy này tiếp tục này. Đồ Ấn Độ nha. Đồ ăn Ấn Độ khá là ngon ấy. Thật sự luôn đó. Có cái cà ri của nó ấy. Gluten free luôn. Nghĩa là anh chép ăn được á. Là không có bột mì. Chicken tikka masala mọi người mua ăn thử ấy, mình thấy là ngon lắm. With butter chicken here cũng ngon. Rẻ như là cà ri của Ấn Độ bán đốn 4.49 nhá. Đây là cái bánh này cũng của Ấn Độ này, ngon lắm à. Chicken tikka masala, samosas, kebab là bên đồ của Hy Lạp đó, như là bánh mì kebab. Ồ đúng rồi, đây là cơm ấy đó, gạo nâu mình ấy, gạo lứt. Gạo lứt. Nhà mình có gạo lứt rồi. Ủa cái này là, ủa, Red Bull mẹ ấy. Ui, lạ thế. Có nước kho của, nè nước sốt kho này. Của Red Bull là hãng của Việt Nam mình ấy. Ủa vậy á? Ừ, là nó bán cả nước mắm với mẹ. Ôi giời này có nước sốt kho này, kho cá chắc ngon đấy nhỉ. Cho vào là đun thôi. Lạ chưa này, gọi là kho sauce Vietnamese simmer sauce. Ôi lạ thế. Con kho cá con cho vào là đun thôi. Bán là 4 đồng 49 nha. Ôi, đặc sản Việt Nam được lên kho của bên Trời Châu là tuyệt vời nha mọi người. Ôi, sướng chưa, Việt Nam được lên nha. Nói chung là cái hãng Red Bull là khá nổi tiếng rồi. Tại vì cái mùi không, nước mắm nó hơi đậm đặc, nó đậm bặc hoàn toàn. Nhưng mà nó rất là gọi là mùi vị cá. Cái này là chép chê nè, của bên Hàn Quốc. Cái này vẫn là ngon này. Đây là đồ của Thái Lan. Cái này là cà ri Thái Lan. Hôm bữa mình ăn ở siêu thị đấy. Ai quên sơn tiệm á, Penang Curry.
cà ri Thái họ bán là 349. Còn chap chê này là họ bán là 349 luôn. Tuyệt vời đó. Mấy đồ châu Á là mình mê lắm nha. Châu Á đúng không? Đồ Thái với đồ Hàn à. Chap chê là của Hàn à. Thôi ăn cái này cho mẹ thử nè. Cũng lạ lắm. Cái gì đấy? Có bạch thái nè. Bạch thái cũng ngon nha. Cái short rib của Hàn Quốc cũng ngon quá. Cái gyoza của Thái Lan dạng dumpling 399 giá tốt lắm nha này. Bánh bao ở đây khỏi chê rồi. Bánh bao xé xíu 4.79 hơi ngọt. Ô cái này lạ nhở. Ô cái này đồ chay này, bulgogi đồ chay thịt bò, nhưng mà nó không phải thịt bò đâu nhá mẹ. Nó là cái đồ chay nhưng mà nhìn rất ngon. 4.99 vào đây là thôi rồi. Cái gì cũng thích ăn nhở. Ăn thử đi. Ăn thử đồ chay. Rice cake nè, của Hàn Quốc luôn á. Là bánh gạo hôm bữa mình đi ăn lẩu, mẹ nhớ không? Cũng không có gì đặc sắc. Đây là cơm. Còn cái kia là ớt kìa Phương kìa. Ớt kia đúng không? Ở đây họ tập trung vào những cái đồ chay cũng nhiều nha mọi người nhá. Đó, tướng bộ là những người thích ăn chay đó. Thịt gà đó, không phải đâu. Quá hay đấy. Em banana, cái này ăn ngon nè mọi người. Mọi người mua ăn thử, mình ăn rồi mình thấy ngon. Không thiệt, thịt gà. Ô cái này lạ nhở. Đây thịt bò hầm. Ôi nhìn sao nhìn hấp dẫn nhở. Cái này của ăn taco nha mọi người, của Mexico. Mexico. Nói chung ăn thịt bò nó cũng gọi là nó tiêu lâu á. Phải 2-3 ngày nó mới chính thức là nó tiêu hết. Đi sang đây là rau củ. Nấu bò. Ở trong chợ châu Á có bán đồ tươi, mình về mình luộc luôn. Có cả ấy luôn rồi. Nó làm sẵn cho mình cái tỏi ấy, xay sẵn luôn, hay ha. 269, người nào lười á. Đấy, cái này là bắp. 229. Cái này là khoai tây chiên sẵn luôn, 299. Cái này ngon này. Top toss mọi người luôn, chỉ cho các bé ăn buổi sáng đi học ấy. Với cả cái hash brown này cũng ngon này. Nó cũng là chỉ là khoai tây thôi, nhưng mà ăn buổi sáng nó thích lắm. Cái bánh croissant ở đây khỏi chê. Cái này mình phải để ở ngoài trước một ngày, trước khi mình nướng thì rất là ngon. Mọi người mua cái mini pancake puff này tuyệt vời nha. Ăn rất ngon, có hai vị nha. Vị maple và vị chocolate, rất là ngon. Daddy watch. This is Vietnamese brand. Nước sốt kho. Kho sauce Vietnamese. Simmer sauce. Hello. Tự hào Việt Nam chưa? Tự hào Việt Nam. Yeah, you buy anything? Huh? Có mấy món lạ lắm. This one is like we can eat vegetarian. It's like bland. Mình dạo này thích ăn chay á. Đây là những đồ khô nè, cà phê này nọ nè. Decaf là không có caffeine nè. Cà phê đó 4-5 đồng, 6 đồng, nói chung giá tốt. Toàn người nước ngoài nhỉ? Ở đây toàn người nước ngoài. Không có người Việt Nam lắm. Nó ghi là new items. Đây là những đồ ăn mới về này. Họ ghi là new items. Là những cái đồ ăn khô thôi, là vị. Mấy cái này như là marshmallow, là đường đó. Pumpkin body scrub. Lá này mình lau trà người đó mẹ. Tẩy da chết. Mùi vị bí ngô. Lạ nhỉ. Cái gì đến mùa thu là toàn bí ngô với quế. Đây là cái đúng là rất là thơm. Rồi xem cái tea nha. Mình cũng thích uống trà. Ngày già rồi, thích uống trà. Uống cà phê. Ngày xưa chả mê trà cà phê, mà giờ cứ thích mê trà cà phê. 2.99 nè. Mà toàn organic nha mọi người. USDA là toàn organic. Ở đây là toàn nhiều đồ organic. Nhưng mà bên Whole Foods còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà giá bên Whole Foods sẽ mắc hơn bên này một chút.
Trà này là trà xanh nè mẹ này. Trà xanh nó nhập đấy. Ơi. Ui giời đẹp thế à. Beautiful. It's chocolate. It's chocolate? Really? You like chocolate? I think we tried this one. Yeah. To eat chocolate. Yeah. Ở nước ấy là nước Nha Đam là 1 đồng 99 mà organic. Hi. Hello. Ở đây hôm nay đông nha mọi người, phải xếp hàng lâu đấy. Đây này, quê hương Việt Nam, quế đây mẹ. Quế có cả cục luôn hả? Ừ, quế nguyên một cái thanh dài hoặc là quế nó xay ra. Quế này, quế thanh cục mình ngậm ho đây này. Ừ. Ở đây cái saffron này họ bán 5 đồng 99 nè mọi người. Uống saffron này khá tốt rồi nha. Cái này là 0.7 gram, rất là nhỏ. Mà 5.99 là giá rất tốt đấy. Này là nấu ăn ấy, hoặc là mình uống trà. Cho tí quế vào. Syrup. Để ý này. Nhiều lúc syrup nó toàn là đường thôi, kiểm tra nha. Đây ạ, ingredient là maple syrup là 100% nhé. Mình vừa lúc có loại brand kia nó toàn là đường chứ không phải là syrup đâu mọi người ơi. Ồ, cái này là organic luôn, 100%, nghĩa là thành phần của nó chỉ là nó là một cái cây nhưng mà cái thân của nó rất ngọt nên người ta lấy cái đấy làm syrup để ăn với bánh pancake. Mọi người biết cái nguồn gốc của maple đúng không, cái lá maple đó, như cái cao su mình ấy, thấy không, kiểu anh này này. Hình dung ra hay ha. Lấy từ chất ấy ra. Cái ubi mochi pancake này ăn khá là ngon nhé. Mọi người mua ăn thử. Làm cho các bé nó thích lắm. Cái này gluten free luôn, là không có bột mì. Nên là ai không ăn được bột mì ăn cái đó thì bụng nó không có nặng ấy. Hello. Oh, is that olive oil? To extra virgin. Organic. $6.99, that's got like $12 a cent. Ừ, giá này tốt nhỉ. Look at this. Tuyệt vời á. Bạn mọi người mua cái dầu ô liu với cả dầu dầu bơ, dầu dừa là ba loại dầu rất tốt. Bằng giá nhau này. Có cái giấm táo ở đây nè mọi người. 249. 249. Có giấm đỏ nè mọi người. Giấm rượu đỏ. Ừ. Có rất nhiều loại giấm. Đây là cà chua. Nói chung đồ đây nó nhập hàng tuần và là những đồ mới không á. Đồ nhập mới, những món mới là họ sẽ ghi vào trong cái shell mới luôn. Còn đây là đậu nè. Ủa lạ chua. Thông á. Hạt thông. Còn thông là bán 9 đồng 99. Ôi tuyệt vời lắm đó. Costco bán 29 đồng nhưng mà nó to hơn xíu. Tỏi. Nói chung là những đồ khô thôi. Ở đây lúc nào nó cũng đông nha mọi người. Tại vì nó nhiều đồ organic mà giá rẻ. Ok, mình đi tính tiền chưa? Ở đây nó có cái cà chua họ sấy khô nè. Ăn với salad cũng ngon, 2 đồng 49. Ok, mình đi tính tiền. Look at this. Caramel apple là táo mọi người. Xong họ nhúng ở trong cái đường nâu. Rồi xong họ cho đủ loại hạt vào này. Màu sắc các bé thích lắm nè. Hello. What's that? Oh, chuẩn bị làm nhà Halloween đây này. Cái này họ bán 9 đồng 99 lận. Bé nhà mình nó thích làm mấy cái này lắm nè. Dạ như Ginger House mà cái này là gọi là chocolate cookie kit là gì? Đứng đây. Stand over here next to me. Mọi người thấy đông không? Siêu đông. Tiếp đi. Này đông quá. Cây chuẩn bị chuyển màu rồi. Ở ngoài á. Pi pi. Kinh quá. Đây mình đang đứng ở cái chỗ này là bây giờ tiệm chè tên là Bamboo. Nhưng mà ăn rất là ngon, bạn mình nó khen ngon nha. Mình sẽ đi vào đây nha. Đẹp chưa này? Thơm nhỉ? Vào đây mùi thơm nè. Để ngồi đây luôn hả? Xinh thế. Dễ thương. But get the bubble tea with Shady. Bye.
can I have taro latte and salted caramel Vietnamese coffee? Yeah, thank you. Okay. Sẽ đây có mochi. Ở mochi làm từ ở đây luôn nha mọi người. Đẹp ha. Nghe nhạc Việt Nam sướng ha mẹ ha. Như đang ở Việt Nam, cánh cà phê Việt Nam vậy đó. Đó, cây cối nè. Đó, đẹp chưa? Cũng vui á. Không khí Việt Nam. Lucy ơi. Chí chí chí. Nhìn kìa. Này là mình mua cà phê muối này, cái này cà phê khoai môn này, khoai môn bắp bột chi trà sữa này, còn này là rau củ sữa chua này nọ xương sáo đó, lạ chưa? Nhưng mà cái cà phê khoai môn là đặc trưng ở đây. Cái này có rất nhiều hạt é nhở, hạt chia, hạt é gì đấy, có dừa nhá. Cà phê khoai môn bà uống thử xem thế nào, bà thấy sao? Ngon hả? Cà phê khoai môn mình mới biết ở đây đó. Rất lạ nha. Ôi lần đầu tiên biết á, mà nó rất thơm mà ngon nha. Đặc trưng á. Cà phê muối. Good. Very no, sweet. A little bit salted. Salted. Milky. Mm-hmm. Caramel. Nhưng mà this is the best. This is Taro coffee. Never see that before. Cà phê khoai môn tuyệt vời. You want to try? Ui dồi ôi, nó bảo cho cha mẹ ăn nhé. Mắt con nào? Nhảy 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 nhảy. Mũi đau chị. Mũi. Ý. Miệng đau. Miệng để làm gì? Miệng để hôn. Răng đau. Để răng đẹp. Tóc đau. Tóc. Đúng rồi, tóc của con đấy. Tai đâu? Tai. Tai con đâu? Không phải tay nha, nhờ lộn rồi. Tai để nghe. Đây là tai, còn đây là tay. Tay là tai. Đúng rồi, giỏi quá. Hôn má mà mẹ Phương thế nào? Con hôn mẹ thế nào? Yeah. Đúng rồi, yêu lắm. Chỗ này là em chê lần đi học tiếng Việt, mình đi đón em này còn lễ Trung Thu. Sơ bán bao nhiêu này một đĩa à sơ? 5 đồng. Dạ. Chiều 5 đồng. This is for Jady. Dạ. Đấy cái tương. À ăn tương nữa hả? Đấy đi nè. Em đưa con. What is that? Do they dance yet? How about dragon dance? Not yet? Yeah. That, you see that? I got this for you. Jay. You want fries, ketchup? You want to sit over here? I already have fries. Oh, you're having? I had cotton candy. I want some. Hôm nay ăn đủ mọi thứ rồi hả? Ăn rồi. I want snow cone. Hôm nay bé nó làm cotton candy. Can I see? Oh, that's cool. Lạ nhờ, hay đấy. Okay, Leo, you pick that ring and toss over here. This is your line. Ooh, so I did. Okay. Tết Trung Thu. Ôi, mặc áo yếm dễ thương chưa? Em bé trên kia áo dài dễ thương.
Next up, we have Iris in the wonderful xem video của gia đình nhà con. Hôm nay video hơi dài một chút, nhưng mà là một video rất là vui và kỷ niệm cho các bé đi chơi Trung Thu. Ok, Lucy chơi là nói sao? Con cảm ơn. Bye bye. Con cảm ơn. Con cảm ơn. Ông bà cô chú. Ông bà cô chú. Xem video của gia đình nhà con. Ok, say bye. Bye bye. Tạm biệt mọi người video tiếp theo nha.